Hey, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại một cái tựa game cũ. Thì cái mình không biết là cái trò này mình đã chơi rồi nhưng mà mình chưa thực sự là chưa phá đảo hết. Thì thấy cái cốt truyện trò này hay mà. Thì điện thoại Far Cry luôn á, cái trò này nè. Nay mình sẽ dòng đi tiếp thôi. Tại cũng lâu rồi mình không chơi lại cái trò này nữa. Đi đỉnh phá đảo hết luôn. Ok, thì mình vừa mới đi nói chuyện với Riley, đó là em của thằng này nè, đang bị bắt nhốt. Thì giờ cái thằng mà nó làm gián điệp ở trong đây nè, nó kêu mình đi đến một cái đồn nào đó, một cái chạm xăng gì của địch ấy. Sao thế? Đi tới 1000 mét mới. Ok, chờ cũng xa đó, mà có cái này ở đây, hên á. À, nếu như bạn nào thấy âm thanh thì nó có to hoặc có nhỏ gì cũng thông cảm như mình nhé. Mỗi lần vô anh phải nhắc. Ơ, ra đường nào? Ơ? Ơ? Đây. Phải cái cửa. 200 mấy mét nữa. Ây! Đừng có dướng, đừng có dướng. Còn nhục nhẹ không? Vậy cứt. Ủa, mình đang ở đâu vậy? Sao lại rì về cái chỗ mà nó xa hơn? Giờ thì coi lại cái cửa đâu đó, phải cái cửa ở đây vãi. Bay kiểu đây, bay bên đây đấy. Ui giời ơi, all right, I'm gonna unplug Hoyt's phones. Okay, hello, Sam. In order to halt the communication between the privateers, you must blow the satellite dish. Pass through the bunkers underneath. C4 placed on the front will be the only way. Then you need a lift out. The fuel depot can wait. I will come pick you up. We'll save some C4 for that big metal door blocking the bunker. Nó kêu mình đặt C4 phá nổ cái gì á? Để mình coi. This must be a restricted area. I'm not supposed to be here, so I don't think this uniform is gonna help. Hết hụt. À, cái hay bọt không có gì hết. Ê! Damn it! Tao chạy á. Vãi! Đông thế! Đông quá. Chắc phải đi lại quá. Không ổn rồi. Đi lại. Tự xét. Phải để nó phát hiện chứ còn ở đây đông lắm. Chơi không hết đâu. Mặc dù súng có. Đi sao không thấy cái thằng sau lưng. Này phải cẩn thận. All right, I'm going to plug Hoyt's phones. Chờ hổ nữa chứ. Hello, Sam. In order to halt the communication between the privateers, you must blow the satellite dish. Pass through the bunkers underneath. C4 placed on the struts will be the only way. Then you need a lift out. Còn không, nếu mà giết nó thì
Phải giết trong im lặng. Kiểu this must be a restricted area. I'm not supposed to be here, so I don't think this uniform is gonna help. Anh thằng trên đây nè. Ai? Hai thằng mập này giết trước. Chạy. Súng lên. Giết hai thằng mập rồi, giờ còn mấy thằng nhỏ. Thôi đâu, xuống cũng đông lắm á. Không thế. Trên đây. Thằng bắn tỉa. Hết mẹ đạn này. Có chỗ nào hồi đạn không ta? Rồi nó tính bật báo động. Để mình tắt hết mấy cái này chứ. Máu. Mà đủ máu rồi. Those doors are made of steel. Explosives will do the trick. Ủa, vẫn còn giọng đứa nào vậy? Bơm ủa hết rồi. Bảy cái mày. Còn mấy cái bơm này mình chưa có mà, sao nó không cho lấy? Đồng quá. Nó không có đạn. Không có đạn cho cây này. Ở đây đây. Hết chưa? Ok, đi. Trong đây đông nè. Không có lựu đạn. Có mà. Tí tiền. Wow. Một phát chết hết luôn. Ghê. Hết mẹ đạn. Phải bình tĩnh được không? Nó vô đây thì nó chết. Chết thì chưa. Dưới cái gì thế nhỉ?
Ok. Thing is huge. Better have enough explosives. Hey, để có nhiều rồi nè. Con chó ở đâu đây? Còn không? Còn đứa nữa mà ta. Ê, nó quẳng trúng cái thùng này nữa mới đeo chứ. You're about to have zero bars, Hoyt. Sam, that's it. The C4's in place. Where are you? The cavalry is coming, my friend. Defend those explosives until I get there, and everything will be A-OK. Lát rồi, lát rồi. Tí máy mình lâu lâu nó có vấn đề, nó bị á. Có thằng mập. Dúc. Kì rồi. Dạ tự nhiên cái mấy hôm nay lại bị kiểu gì ha. Tự nhiên cái chơi bạn cái nó bị. Cháy. Xong nhiệm vụ. Không biết do quay phim nó mới vậy hay sao nữa. Tại những cái con đạn nhân tuột FPS kinh khủng luôn. Nó tuột xuống 30. Chị khó chịu kinh khủng luôn. Rồi gì đâu. Mình đang ở đâu á? Ok, đây. Yeah. Không xa đó. Jason. Dennis, I found my brother. He's alive. What about Hoyt? I have a plan to kill him. He has my brother. Riley needs my help. Jason, you are warrior of the Rakyat. Let go of your past. This ties to your family. Make you weak. He's my brother. Remember, we are your family now. Cái đền cổ gì đây? Xuống đây chơi coi. Dừng ở đây, dừng ở đây. Cực thiệt, trước rồi. À thôi. Hên quá. Sao có cái hòm nào đỏ đỏ đây ta? Crafting. Crafting.
Có lấy đồ được không? Lấy. Chà, đồ cũng nhiều, tiền cũng nhiều á. Hộp đỏ. Chưa, làm gì? Đi ở đây. Mà thôi đi. Làm nhiệm vụ xong rồi, giờ đi chơi tí đi. Chơi thì ở đây có, à đây có chỗ chơi nè. Rồi cái diễm đỏ đỏ này chơi. Chơi mấy cái đó vui lắm. Giờ thì mình đi quay ngược lại. Ok. Phải cứt. Sao trên cao thế? Chầm mấy mét thì đi bộ được. Cái 14 này mình không thích bắn mấy cây súng khác thôi. Tại cây này có giảm thanh. Ok thì đâu rồi, lên đây, lên đây. Đây. Hey, chào mấy huynh. Ok, ta chơi. Kill at enemy at possible using the weapon provided. Từ thì mình coi coi nó có nên làm không nữa. Từ ok. Oh. Oh, bắn cái này hả? Có cái chạy. Có cái chỗ bonus thời gian không? Có 1 phút 30 giây à. Đây. Đi ra chỗ khác để ta kiếm chỗ rồi. Đứng. Ta chơi này vui vậy. Vô hạn đạn. Ê! Chết rồi đi. Ê! Ba mươi bảy giây. Hết chỗ bonus thời gian rồi. Bye.
360 điểm. Cái này vui ha. Ok, khắc dấu tên mình ở đây. Rồi, thì hết tiếp. Coi chỗ nào mà gần gần nó có. Không có luôn. Đảo cũ cũng có. Quay về đảo. Giờ đâu đi, ta đi. Cái cửa đó ở đây. Cái cửa. Mình quay lại nhà của mình luôn nè. Chạy thắng. Dạ, trên cao. Không biết thử thách gì đây. Cao thế. 100 mét nữa. Đây, trên đây. Trên nhà thờ này. Mình cho sói đi vào ba. À, chó thường rồi. Cừu nữa. Đây. Ta chơi. À, bắn cái gì nè. Hồi nó cho mình cái súng mình bắn thôi. Kill as many robots using a weapon. Đi vòng vòng đây hay sao? Không phải. Cái chỗ bonus thời gian nó hết trơn rồi. Ở này. À, hết chỗ bonus thời gian luôn. Tích đào kill cộng 15 nè. Nó tích đào được nhiều thế. Máu không kịp chứ. Okay, thì giờ phải đi cẩn thận hơn. Mày gì hả? Kiếm bằng dao luôn, cũng chưa súng nữa. Fight
Chơi con chiến hết tụi bay luôn. Chết bít tư chạy. Đi vòng vòng đi, hay có cái chỗ bên đó thời gian không? Không có luôn hả? Ê, không bằng thằng kia. Thì xa liền. Mình phải được khắc tên mình chởn mới. Chứ tự nhiên cái không được khắc tên lên. Chiến hết luôn cho nó nhiều điểm. Hết chỗ bọn hết. Hay nè. Rồi 315 rồi. Ok. À, giết thằng kia luôn không được. Ok. Khắc tên lên. Đẹp. Ok. Thì clip của mình tới đây hay nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye. Mà cảnh đẹp chưa kìa.